Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2018, đoàn từ thiện You and Me gồm các bạn sinh viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và đoàn từ thiện gia đình chị Phượng thành phố Rạch Giá đã đến thăm và tặng quà cho các em tại Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang nhân dịp Tết Mậu Tuất. Đoàn từ thiện You and Me do bạn Thanh Bình và bạn Minh Đoàn làm trưởng đoàn đã vận động các bạn là sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau đóng góp gây quỹ để gửi đến các em học sinh đang sinh sống và học tập tại Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang những món quà từ thiện khích lệ các em có nhiều động lực cố gắng trong học tập, hưởng một cái Tết thật vui vẻ. Đoàn đã gửi đến Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang các nhu yếu phẩm như quần áo, dụng cụ thể dục thể thao, dầu ăn, gạo và sữa, tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Tiếp đến, trung tâm tiếp đoàn từ thiện gia đình chị Phượng đến từ thành phố Rạch Giá. Được biết, gia đình chị Phượng là một trong những mạnh thường quân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ tịnh tài tịnh vật cho Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang trong những thời gian qua. Nhân dịp Tết Mậu Tuất, đoàn cũng đã đến thăm và tặng các nhu yếu phẩm như gạo, đường, bột ngọt, bánh kẹo, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Thay mặt Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Giám đốc Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang, Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, Phó Giám đốc Trung tâm gửi lời tri ân sâu sắc đến đoàn đã đến thăm và có những phần quà gửi đến Trung tâm. Nhân dịp năm mới Tết đến, cô cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các đoàn có nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống.